các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối phiên bản tình không biên giới lại tiếp tục với những câu chuyện khá thú vị về những người đang sống và làm việc ở nước Nhật. Và quan trọng hơn hết là những câu chuyện tình cảm rất là đáng yêu, rất là dễ thương, đã mang đến cho quý vị khán giả những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba người kết nối có mặt ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị người phụ nữ rất là đáng yêu trong bộ áo sơ mi màu vàng, và đó chính là MC Thanh Thảo. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối ạ. Và chúng ta cũng sẽ chào đón hai người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi ở phía chiến tuyến bên kia. Xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Mình đâu có chiến tranh gì đâu mà hai chiến tuyến vậy cưng. Đâu có bắn tỉa gì đâu cưng. Khi nào về với đội với em thì mới gọi là cùng chiến tuyến. Và người phụ nữ còn lại xin được giới thiệu diễn viên Hồng Trang. Thảo, lần này thì chúng ta sẽ mang đến món quà đặc biệt gì cho nhân vật của chúng ta đây? Như là kết thúc ở tuần trước thì chúng ta tạm chia tay ở ngay trước cửa nhà đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để chúng ta khám phá không gian và khám phá thêm những cái nét tính cách rất là thú vị của cô nàng này. Thưa quý vị khán giả, đây là nhân vật của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là tình không biên giới. Chồng em bề ngoài xấu xí xù xì như củ khoai á, nhưng mà rất là hiền. Wow, nhà của Gina đẹp xin mời, quá. Xin mời vô. Ở đây có hình nè. Ai đây? Daddy. Đây chính là Yuina, cô con gái 5 tuổi đáng yêu của ba Kinoshita Kochi và mẹ Kinoshita Thúy. Tuy còn nhỏ nhưng Yuina đã biết phụ mẹ làm bếp, đúng là bé ngoan. Ước mơ của Yuina sau này lớn lên sẽ làm gì nè? Vậy Yuina có nấu được món gì không con? Con có thể cắt được dây leo. Trổ tài nào. Cắt khúc to gì luôn. Sao là một chút tự chi cho cười kì tìm nghĩa. Thế nhỏ là con cẩn thận. Yeah, giỏi quá. Vô này giỏi quá. Cô sư đức, cẩn thận. Thật ra cái gì nó cũng đòi làm á. Nhiều khi nó còn đòi chi cả. Gina có biết rửa chén không con? Nào, cho qua mua ở đây đi nữa. Yeah, giỏi quá. Thôi bây giờ mình chuẩn bị mình dọn cơm ra ăn nha. Itadakimasu. Hôm nay em làm món cà ri Nhật. Đây là món salad để mời chị. Cà ri Nhật hả? Chắc là cái vị nó sẽ hơi khác với Việt Nam chút. Dạ, nó hơi khác với Việt Nam mình chút. Cái vị nó không có cái vị của nghệ nhiều. Anh Koji ơi, Thúy nấu món Nhật ngon không anh? 正直あの最初、会社に秘密で付き合ってた時はあの彼女が作るご飯はあんまり美味しくなかった。一生懸命作ってるの分かったんで、あの美味しい美味しいって。Em thấy ngon thì khả sản cũng là cái lúc mà em cho vào miệng em thì em thấy là nó không ngon. Em thấy là đúng rồi. Yeah, nó có một cái gì đó sai sai đúng không? Nhưng mà anh vẫn khen ngon, ok. Thế là mình tự âm thầm mình đi coi TV để mình tự tìm học những món này. Nhưng mà bây giờ thì đã ngon rồi đúng không ạ? Ngon xí. Ngon. Ngon xí. Đó anh nghĩ như thế nào? Mà anh lại quyết định là mình sẽ lập gia đình với Thúy. À, nó, tôi là, à, nó, mà, thực sự, à, nó, cô ấy gặp nhau mà thì, à, nó, kết hôn là sẽ không đâu, à, thì, chút, tôi, nghĩ, thì, thì, mà, cô ấy gặp, à, nó, Việt Nam, à, học, thì, cô ấy đến đây, thì, mà, cô ấy thấy, thì, à, nó, mà, chút, tôi, bên tôi, à, nó, thích, thì, thì, bên tôi, à, approach, thì, mà, kết hôn, được, thì, là, rất, là, vui. それなだけどもあの日本に来て僕の奥さんだけで終わるっていうのはすごいもったいないぐらいあのいろんな知識を持っている女性で僕はもう日本語しかできないでも彼女は英語もできて日本語もできてすごくあの、まあ、知識もあってで、まあ、そういう彼女が日本に来て僕と結婚してそのまま、まあ、結婚して終わるっていうのは僕の中ではすごくあのずっと気になってましたまだ僕より若いのであの何かこっちであのやりたいことをやらせてあげたかったけども、まあ、やりたいことを見つけてねって言ったけどなかなかやりたいことを見つけられなかったね。Tụi em là mở tiệm nữa thì cũng được một năm rồi. Thật ra không có ông bà ở bên cạnh á thì nhiều khúc
con ốm này kia thì không ai giúp hết. Nhưng mà cũng may mắn là được chồng em, anh cũng bận rộn, anh cũng nhiều, nhưng mà hầu như là anh phụ hết việc nhà cho em. Cảm ơn. ありがとうね。時々ありがとうねっていうのはこう言ってくれる時はあるんですけど、まあまあ、僕もできるだけのことしかしてないけども、まあ、そこを感謝してるって思ってもらってるのは僕も嬉しい。でも今こう初めてこう面と向かって聞いたので、いやあーって人間見てるか。Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Onsen, thành phố khu suối nước nóng. Onsen gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Hãy cùng Thanh Thảo và gia đình anh Kinoshita tận hưởng dòng suối khoáng nóng tuyệt vời tại suối nước nóng 3 sao Hyotan. Cái này là sổ thu thập những cái con dấu của onsen ấy chị. Mỗi một cái nơi onsen thì được chứng nhận của địa phương thì họ có con dấu. Onsen Master là Onsen Master, nhân vật của suối nước nóng Peppu. Bạn sẽ nhận được khăn tắm và huy hiệu. Bây giờ mình bắt đầu vào tắm onsen á. Bây giờ mình mặc áo này. Áo này áo của chị vậy chị? Đây, áo của chị đây hả? Dạ, áo này áo của chị. Ủa áo em với áo chị khác nhau hả? Đứa hai kiểu chị, kiểu phụ nữ. Tại vì biết sao không, người nước ngoài á, người nước ngoài mỗi lần tắm onsen thì không có giống như người Nhật. Người Nhật là tắm không có mặc cái gì hết. Dạ. Cho nên là chắc là người nước ngoài cũng chưa quen với cái văn hóa của mình ở đây. Người nước ngoài vẫn còn ngại á. Có hai kiểu đúng không? Dạ. Kiểu này là mình mặc ngang qua, còn kiểu này là có tay lịch sự hơn chút. Vâng. Mặc như vậy nó thoải mái nhưng mà nó vẫn không có bị ướt. Mà vẫn khô ngay. Nói chung là nhìn nó có vẻ rất là lịch sự. Thật tuyệt vời với một không gian riêng dành cho gia đình. Đây là lần đầu tiên thử cái cảm giác onsen. Suối nước nóng, suối nước nóng. Cũng rất là thích, bởi vì lúc đầu Thảo nghĩ là nhiệt độ khá là cao, nghe mọi người nói là trên 40 độ, có khi là 40 độ. Nhưng mà bây giờ xuống đây thì thấy nó cũng không đến nỗi quá nóng. Nó vừa độ ấm. Cái này là do mình có chỉnh được không ha? Dạ, thì thường là mùa đông thì người ta để nóng. Nhưng mà ở đây có cái vòi lạnh với lại nhân viên, nếu mình thấy mình hơi nóng thì người ta chỉnh cho mình chị. Wow.やっぱりあの疲れが取れるのと リラックスできるので、やっぱ温泉はもう日本人はやっぱ一番好きですね。Hồi nãy thì có cái đoạn là mọi người đi tắm thì em thấy mặt của chị cũng khá là vui và cũng khá là hạnh phúc. Không, lúc đầu khi chị nhận cái lời sao cha đây vui đúng mà rồi. Dạ. Khi mà chị nghe Thúy nói là hay là chị có muốn thử đi tắm onsen không, thì thật ra là chị cũng ngại. Cái văn hóa của người Nhật là khi mà họ tắm là họ sẽ nui, và họ thấy điều đó rất là tự nhiên, nó tốt cho cơ thể. Thúy mới trấn an mình bằng cách là không, bên em là có chuẩn bị cho chị những cái áo này, và những cái áo này là được giống như là để đáp ứng cái nhu cầu của những người khách giống như chị vậy. Em đó biết rồi, có trong có clip một cái sự nhẹ nhàng. Cái mà em nhận ra được là sau khi chị tắm xong chị đẹp hơn đó chị. Đúng rồi, và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ tự tin hơn với là một hai kiểu ở đó. Khi mà họ đưa cho mình, họ gợi ý cho mình xem là mình thích cái kiểu nào. Cái không gian gia đình như vậy, tuy rằng là có anh cozy ở đó luôn, nhưng mà mình vẫn rất là thoải mái, tự nhiên. Không biết là đối với Trang thì Trang thấy cái hoạt động tắm suối nước nóng này nó có điều gì đặc biệt với cá nhân cảm nhận của Trang? Nếu như mà một người chồng chịu dắt vợ đi nè, rồi dắt con đi nữa, trong một cái không khí như vậy, đây là không phải là chỉ một cái hoạt động để cho gia đình không thôi, mà nó còn bày tỏ cái sự yêu thương nữa. Tôi thương em, tôi thương con, tôi mới đưa em và con đến đây để có một cái sức khỏe tốt. Đó là một cái sự thể hiện tình cảm. Em cảm thấy là quý mến cái người chồng biết lo cho gia đình. Cái chuyện tắm suối onsen ở đây á, mọi người rất là thích. Và không những là một cái hoạt động để thư giãn, để cả gia đình gắn bó với nhau, mà còn là một cái hoạt động để giữ gìn sức khỏe. Bởi vì Thảo được nghe mọi người giải thích rằng là tắm ở đây nha, nó có nhiều thể loại, nào là suối cát, rồi suối bùn vân vân. Nhưng mà tắm xong á, là những người lớn tuổi như mình thấy da dẻ rất là hồng hào. Chị từng đoán thử xem là cái giọt nước mắt của Thúy lúc nãy là tại sao Thúy khóc khi mà nghe anh Koji nói là anh rất là hiểu Thúy là một người có kiến thức,
biết tiếng Anh, giỏi tiếng Nhật, giống như là cái cũng khơi lại cái ấp ủ cái niềm đam mê của cổ á. Tại vì khi một người phụ nữ lập gia đình thì họ phải tạm gác lại, tạm gác lại, nhưng mà đôi lúc là gác vĩnh viễn. Nói là nói tạm, tạm gác lại những cái nhu cầu cá nhân, những ước mơ của tuổi trẻ, những ấp ủ mình còn chưa làm được, để lo toàn tâm toàn ý lo cho một cái mái ấm gia đình. Nhưng liệu những cái chữ tạm đó có bao nhiêu người họ sẽ lấy lại được, và bao nhiêu người coi như cái tạm đó là mãi mãi là im luôn. Thì khi mà mặc dù có thể bây giờ cổ cũng chưa làm được tất cả những cái điều cổ mong muốn lúc tuổi trẻ, nhưng khi mà một người chồng, một người đầu ấp tay gối của mình hiểu được điều đó và cảm thông được cái nỗi niềm của cổ, thì cổ giống như là cái cảm xúc của cổ bị vỡ òa. Tôi nghĩ như vậy. Thật ra là vì anh Cozy rất là hiểu Thúy, cho nên là ảnh luôn luôn động viên rằng là bây giờ em có thích làm cái gì không, em muốn làm cái gì, hay là em phát huy cái khả năng nấu nướng của em đi. Hai vợ chồng mới quyết định là mới đi tìm cái chỗ mà cái quán Việt Nam hồi nãy, quán cơm dĩa đó, để mở ra một cái gọi là một cái cửa tiệm nho nhỏ dành cho Thúy, để Thúy buôn bán ở đó. Mà mỗi ngày Thúy đi xuống đó cũng khá là vất vả, phải chuẩn bị cơm nước ở nhà, chuẩn bị cơm cho anh xong mới bắt đầu làm đồ ăn sẵn sàng ở nhà hết, rồi lại mang xuống quán. Hai ngày cuối tuần á nha, chị biết đó là anh đi làm như vậy nha, rồi hai ngày cuối tuần về á là anh lại dành thời gian ở nhà để dọn dẹp hết tất cả mọi thứ cho Thúy, để Thúy được xuống quán. Quá đó. Hay. Sau cái hoạt động tắm suối này thì chúng ta cũng lắng nghe được cái lời tâm sự của anh Cozy rồi. Và bây giờ thì cả nhà sẽ đi đâu? Xin mời mọi người sẽ cùng xem clip. Tu di ten, món đặc sản của Oita, ai cũng ưa chuộng vị độ giòn của gà tắm bột chiên và sự tinh tế của nước chấm sốt chanh. Ở nhà không biết là có bao giờ anh Cozy nấu ăn không? 作ってます。あの、仕事の時に僕は子供に作ってます。 Mẹ nấu nè, với ba nấu nè, ai nấu ngon? Dạ. Cái đàn này là rất là biết lấy lòng ba mẹ. Dạ. Bố rất là chăm con. Your princess. But you have two princess. Me too. Sau tất cả, chuyến xe Người Kết Nối Tình Không Biên Giới đang đưa mọi người quay về nơi hẹn hò đầu tiên của anh Cozy và chị Thanh Thúy cách đây 10 năm. Anh Cozy, lúc mà anh hẹn hò với Thúy lần đầu tiên, tại sao anh lại nghĩ đến nơi này mà không phải là chỗ khác? Mà cô ấy cũng mới vừa về Việt Nam quay lại thời điểm đó, cô Nhật Bản những thứ nhiều để xem nên tôi muốn đến như vậy. Lúc đó tôi đến. Chị, ở Ukraine rất là nổi tiếng về sữa, sữa rất là đặc và ngọt của sữa. Sữa bò hả? Dạ, vâng, sữa bò. Cho nên những sản phẩm từ sữa như là kem nè, mà phô mai nè, bánh nè, hay mình thử không? À, mình thử. Yuna. Con ăn kem nào Yuna? Con ăn xoài mango. Yeah. Ôi chị. Ngon không chị? Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ôi chị. Cái cà tây sọc đó. Bắt sẵn xong để ở trong lên. Yeah. Con thử đi. Thử cái ngọt không? Con đường chính của Yufuin nhộn nhịp với nhiều cửa hàng, quán ăn sang sát, là điểm tham quan nổi tiếng tại Oita. Ủa chị thấy Yufuin thế nào chị? Đầu tiên nha, là cái không khí nó rất là trong lành, và cái gió thổi nó có một cái hơi lạnh giống như là mình đang ở gần núi rồi đó. Ở độ cao này thì cái gió, cái không khí nó cũng mát mẻ hơn. Rồi mọi thứ ở đây cái gì nó cũng bé bé, xinh xinh, cổ cổ một chút. Nếu mà nói so với một cái vùng nào đó ở Việt Nam á, thì nó giống hơi giống như là phố cổ Hội An của mình vậy đó. Đúng vậy. Hồi xưa em đến đây không biết là em có chụp hình không ha? Có chụp hình có đó. Chị, em cho chị xem nè. Đem theo luôn. Trời ơi, hình kỷ niệm đem theo luôn. Em cho chị xem hình cách đây 10 năm. Cái này là ở đâu em? Cái chỗ này nè. Cái này là trong một cái hồ cá, xung quanh họ bán đồ lưu niệm, xong ở giữa có hồ cá. Giờ em dẫn chị đi ở gần đây nè, đi bộ chút xíu. Anh Cozy hồi xưa đẹp trai quá. Có cái cá quế gặp ta. Wow, ở đây rất là nhiều cá ha.
rất là nhiều cá. Mà ở đây chắc cũng lâu đúng không em? Tại chị thấy cái gỗ, cái cầu này nọ nè. Lâu lắm rồi chị ơi. Wow. Em đến từ dưới đây 10 năm rồi. Vui nè. Thưa quý vị, cũng từ một cái bức ảnh kỷ niệm chỉ là một tấm hình thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta thật sự đã thấy những hình ảnh rất là sinh động, rất là hạnh phúc của một mái ấm gia đình nhỏ. Hạnh phúc này rất giá trị đối với cả Thúy và anh Fuji. Đi nè, còn đợi ăn không? Cái cảm xúc của anh Fuji như thế nào khi mà hôm nay được quay trở lại với chốn hò hẹn lần đầu tiên? やっぱりちょっと思い出しますね。 突然、急に湯布院に行こうって僕が誘って で、 ここに連れてきて、彼女も湯布院全然知らなくて、本当に今日魚あげ、コイに餌あげた時も無邪気に楽しんでたので。 Sau cái lần hẹn đầu tiên đó thì câu chuyện của mình đã được tiến triển như thế nào hả Thúy? 3 năm nữa, tại vì công ty đã đầu tư cho 6 tháng của học chị, hợp đồng làm 3 năm nữa. Cho nên là em mới bảo anh cô gì là anh có thể đợi em sau 3 năm được nữa có thể được không? Thì lúc đó nếu mà được thì mình cứ giống như là mình đính hôn trước, rồi sau đó lúc cưới phải để sau khi em hết hợp đồng làm việc đã. Thì cái gì em sẽ quay lại Nhật sau. Yeah, mà緊張しましたね。すごく不安だったんですけど、もう家族がすごくいい人たちばかりで、みんなで僕を初めてなったんですけど。 Thấy trên gương mặt của anh thì lúc nào cũng có một cái sự viên mãn. Rõ ràng là anh cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại, với Yuina, với Thúy, một người vợ giỏi giang. Bây giờ thì đã nấu món Nhật rất là ngon rồi. Từ sáng đến giờ thì Thảo đã có một ngày rất là thú vị ở Yufuin cùng với hai vợ chồng anh Koji và Thúy. Và thật sự thì cảm ơn hai người. Hai người đã rất là quý vị khách này từ Việt Nam sang, cho nên là đã cho trải nghiệm rất là nhiều thứ. Thế bây giờ thì cuối chương trình, Thanh Thảo cũng muốn có một món quà thay mặt cho chương trình Người Kết Nối, có một món quà để dành tặng cho anh Koji và Thúy, xem như là một cái món quà tinh thần cực kỳ giá trị. Món quà dành cho anh chị chính là một khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau để lắng nghe những điều chưa thể nói, để hiểu và thương nhau nhiều hơn. Khai tế kita nô đê, chút tô, yon đê mô, y đê sca. Tui ye, tui tô đê a tê, cốt tê đê 10 nèn, kết con stê 8 nèn gà tạch mâch tà nè. Kết con ô yu rưu tê mô rau tâme, Việt Nam ê y tê, hạch mê tê tui nô ca nô zô nì, ca zô cô nì ai sạch tê tô kì. ベトナム語が 話せるよう努力しますと言いながら未だ満足に話せなくてごめんなさい。でもトゥイはこんな僕のためにベトナムから遠く離れた異国の地で暮らす人生を選んでくれましたね。本当に嬉しかった。でも家族が増え、トゥイがママになってから家事に子育て、そしてパートに奮闘しているママを見ているうちに、もしかしたら僕はママがやりたいこととか夢とかそういうものを奪ってしまったんじゃないかと思うようになりました。だからある日突然ママがベトナム料理のお店をやりたいと言った時、僕はどんな苦労をしてでもママの夢を実現させてあげたいと思いました。苦労といっても僕はほんの少し手助けをしただけで、頑張り屋のママだからこそ夢がコムディアという形になって実現できたのだと思っています。いつも仕事ばかりで帰りが遅い僕のためにママには苦労をかけるけど、その笑顔が絶えることのないよう僕にできることは精一杯頑張るね。最後に普段言わない言葉をベトナム語で伝えます。トイエウトゥイ。よく書いてくれたんですね。実は私も手紙書いたんですよ。Em thấy hạnh phúc vì gặp được anh và vì vui vì suốt 10 năm qua ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. Yuina ra đời, con yêu anh, con giống anh nhiều. Nhanh thật đấy anh nhỉ. Lúc đó anh mập mạp mà vì gia đình vất vả ăn gầy đi nhiều. Lúc nào cũng cố gắng làm việc, về nhà không bao giờ than phiền mà vẫn phụ giúp vợ con việc nhà. Em cảm ơn và cảm kích lắm.
khi thấy vợ con ốm. Mặc dù chỉ cảm thông thường thôi, nhưng anh lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc. Tụi em biết ơn anh lắm. Tuy có bận rộn hơn nhưng cuộc sống gia đình mình nhiều ý nghĩa hơn. Chặng đường chăm lo cho Yuna vẫn còn phía trước. Hy vọng gia đình mình khỏe mạnh 20 năm sau, 30 năm sau, mong cả 40 năm sau ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười như ngày hôm nay anh nhé. Thúy, anh Koji, thật ra từ nãy đến giờ là Thảo đứng ở ngoài, Thảo đã nghe được cái tâm tư của hai người dành cho nhau. Và thật sự thì Thảo cảm thấy rất là xúc động trước cái câu chuyện tình cũng như là cái sự hy sinh của Thúy dành cho anh Koji. Và cái tình cảm âm thầm nhưng mà luôn luôn nồng cháy của anh Koji dành cho Thúy. Vậy thì bây giờ nếu như mà có một cái lời nhắn gửi về với gia đình Việt Nam thì Thúy sẽ nói gì với mọi người ở nhà, cũng như anh Koji sẽ chia sẻ điều gì với gia đình bên vợ? Thúy のご家族の方、こちらで、トゥイはすごく頑張ってくれてます、自分でやりたいといったお店のことも、僕はもう何もしてなくって全部トゥイが自分の力で、お店を作って みんなに好かれて、少しずつですけど楽しくて明るいお店に今なっていてるところなので、また近いうちに帰りますので、その時に改めてお話いっぱいしたいと思いますんで、それまで、元気でいてください。Còn Thúy có muốn nói gì với ba mẹ, với các chị em ở nhà không? Thật ra thì trước tiên thì Thúy cũng gửi lời xin lỗi tới bố mẹ, gia đình. Tại vì Thúy ít gọi điện thoại về nhà, ít khi liên lạc về nhà. Chỉ cái gì đó quan trọng Thúy mới liên lạc về nhà. Thật ra là Thúy không muốn mọi người lo lắng nhiều. Và ước mơ của Thúy là Thúy muốn cho mọi người biết đến Việt Nam được nhiều hơn ở một cái nơi xa xôi như thế này. Vì văn hóa Việt Nam như thế này, con người Việt Nam rất là thân thiện, vui vẻ. Rồi đồ ăn Việt Nam như thế đó, đó là những cái thật của con người Việt Nam. Thì ước mơ của Thúy, Thúy muốn là ước mơ đó thành công thì muốn đem cái sản phẩm thành công của đó Thúy muốn giới thiệu về nhà. Cho nên mà nó đang ở bước bắt đầu thôi, cho nên hãy cho Thúy một thời gian để Thúy chứng tỏ sức của mình, để cho mọi người thấy là sống ở nước ngoài á, là một cái điều rất là khó khăn rồi, mà thành công ở nước ngoài là một cái điều khó khăn rất là nhiều. Nhưng mà đó là cái điều mà Thúy đang cố gắng bên cạnh gia đình. Được bên này chồng con cũng ủng hộ, thì mong bố mẹ hiểu là Thúy bỏ thời gian cho đầu tư vào cái đó. Thì đó giấc mơ đó thì hãy cho mọi người cho Thúy một cái thời gian để đợi cái thành quả hơi đó. Thì lúc đó cái điều Thúy muốn sẽ về đi kể cho bố mẹ nhiều hơn. Chúc cho Thúy và cả anh Koji sẽ có thật nhiều sức khỏe và cố gắng để vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Có thể những cái khó khăn này sẽ không có làm mình chùng bước đâu, bởi vì Thảo thấy là cái chặng đường 10 năm qua các bạn đã có với nhau rất là nhiều những cái cột mốc đáng nhớ. Vậy thì chắc chắn là với một cái quán từ nhỏ rồi sẽ lớn dần, giống như cái ước mơ và cái niềm đam mê của mình được thực hiện cùng với cái sự hỗ trợ từ phía anh Koji nữa. Cho nên chắc chắn là nhà mình sẽ có được một kết quả cực kỳ tốt đẹp và mỹ mãn. Bây giờ Yuna ngồi đây với ba mẹ, nhà của Thảo sẽ chụp cho nhà mình một tấm hình nha. Yuna, cười tươi lên. Hồi nãy lúc mà xem cái đoạn này thì Nguyên Khang có len lén nhìn qua ba người phụ nữ, thì thấy được ba cái cảm xúc rất là khác nhau. Với Thanh Thảo thì đó là một người đã đi đồng hành cùng với gia đình này và một nụ cười rất là hạnh phúc khi chứng kiến. Với chị Cát Tường đó là những giọt nước mắt khi mà rất là rung động, rất là xúc cảm. Cũng đúng như là chị Tường đã nói ở những số trước, đó là để tìm được một người yêu mình như vậy á, và yêu mình hết lòng và hy sinh cho mình như vậy á, thì quả thật đó là một điều rất là đáng trân quý. Còn đối với Hồng Trang thì Nguyên Khang có cảm giác không thấy rõ lắm, nhưng mà hình như là cũng đang đọc được cái suy nghĩ là
mình phải tìm được một anh giống giống vậy. Yeah. Cho nên là này. Đúng không? Được. Yeah. Nói chung là tìm được một cái hạnh phúc, tìm được một người thông cảm, hiểu, yêu thương mình thì tất nhiên là ai không mong muốn, đúng không mấy chị? À, nhưng mà cái này Trang thật sự là Trang rất là vui, cũng xúc động, cũng xúc động, nhưng mà vui vui hơn là nhìn thấy một cái gia đình thật là ấm áp, thật là hạnh phúc, nó tròn đầy, đúng yeah. không Trang? Thì là chỉ nghĩa là muốn mong muốn sao cho gia đình mãi mãi là như vậy, rồi mới mất sau này sẽ có thêm một em bé trai nữa. Ừ. Chị Tường ơi, vậy chị ấn tượng như thế nào với cái lá thư của anh Koji gửi cho Thúy? À, cái lá thư của anh rất là chân thật, ở cái đoạn là khi mà đến mà trước khi cưới thì là anh về Việt Nam xong để muốn cưới em, anh có hứa anh sẽ cố gắng học tiếng Việt à. Nhưng bây giờ thì anh làm nó không có được trôi chảy, mãi là 10 năm rồi đó đó à. Có nghĩa là những cái nó rất là thật, và cái Tường xúc động hơn nữa là anh đã cố gắng để mà thực hiện được những cái ước mơ của Thúy, và anh thấy được cái sự hy sinh của Thúy, và cái điều đó làm cho chị cảm thấy xúc động. Chị biết ông thương đến mức mà anh nói là giống như cái việc mà cưới ảnh á, là ảnh đang cướp đi một cướp cái đi. Ước mơ yeah. trẻ đi. Của Thúy. Nhưng mà Nguyên Khang lại có thêm một cái phần cảm thấy rất là thích và rất là ngưỡng mộ ở bạn Thúy này. Đó chính là cái việc bạn nói một câu là sống ở nước ngoài đã là khó. Mà để thành công ở nước ngoài nữa lại là điều khó hơn nữa. Và hãy cho Thúy thời gian để Thúy thực hiện được cái điều đó. Thì mình thấy ở trong cô này có một cái động lực rất mạnh là mẽ mạnh mẽ. Và quan trọng là khi nào mà con cảm đạt được điều đó thì con sẽ kể với bố mẹ nhiều hơn. Là con sẽ trả lại cái lỗi lúc này con đang mắc. Nguyên Khang nghĩ là khi mà Thảo đã có một cái gợi ý là cùng với cả hai quay trở về nơi hai người yêu nhau, thì có cảm giác như thời gian trôi qua trong cái chớp mắt. Có lẽ cái 10 năm này nó làm cho mọi thứ thay đổi, nhưng anh và chị đều rất hài lòng với cái cuộc sống mà mình đang có, dù biết rằng còn nhiều khó khăn ở phía trước, đúng không ạ? Và hy vọng rằng họ sẽ còn có 10 năm, 20 năm, 30 năm và 40 năm nữa. Giống như cái bức thư của Thúy. Vâng. Yeah. Vâng, thưa quý vị, cho nên là cái lời khuyên là cứ muốn đẹp thì đi tắm onsen. Vâng. Thưa quý vị, câu chuyện của chị Thúy cùng với ông xã của mình cũng đã mang đến những cái nụ cười rất là hạnh phúc đối với khán giả truyền hình cũng như tất cả những người kết nối của chúng tôi. Và hy vọng rằng quý vị vẫn tiếp tục sẽ đồng hành cùng với Người Kết Nối. Và mọi thư từ góp ý quý vị hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ nguoikếtnối@mcv.com.vn. Quý vị có thể đón xem chương trình vào lúc 22h45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, và như vậy là mùa đầu tiên với 8 câu chuyện tình yêu Việt Nhật của chúng tôi cũng đã khép lại. Và thưa quý vị, nếu như quý vị đã lỡ quên hay là bỏ bất kỳ một cái tập nào của chúng tôi thì quý vị vẫn có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị nhớ nhấn subscribe nhé, hoặc là kênh Love TV để chúng ta theo dõi lại toàn bộ những hành trình của Tình Không Biên Giới. Thưa quý vị, và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Nguyên Khang, MC Thanh Thảo, diễn viên Cát Tường cùng với diễn viên Hồng Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại.